Tôi sinh ra không phải để tầm thường. Thầy trò mình hôm nay đi vào bài số 4 trong chuyên đề hình không gian của lớp 11 trường đầu tiên. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào bài hay nhất của chuyên đề này, đó là chiết diện của hình tròn. Vậy thì trước khi đi vào bài này, chúng ta sẽ trả lời câu hỏi đầu tiên, đó là chiết diện là gì? Hãy tưởng tượng hình tròn này làm bằng một miếng sô-cô-la. Đấy. Thế thì để ăn, thầy dùng một con dao, thầy cắt cái hình tròn này, phần nhỏ này thầy ăn. Vậy thì còn lại nó sẽ là một cái vết cắt. Cái vết cắt này cắt bởi con dao. Và cái vết này thầy ký hiệu là A phẩy, B phẩy, C phẩy. Cái vết cắt này chính là thiết diện của hình tròn cắt bởi mặt phẳng, chính là con dao. Thiết diện dịch ra tiếng Việt thuần túy nghĩa là vết cắt. Bây giờ mà thầy giảng thêm nữa thì rất là khó để em tưởng tượng. Em mới tưởng tượng thế này mà ra là thiết diện này. Ở đây thầy có một quả thanh long. Thầy ơi, thiết diện là gì hả thầy? Thiết diện có nghĩa là đây là mặt phẳng cắt, đây là thằng bị cắt. Thiết diện nghĩa là cái gì này? Thiết diện của thanh long cắt bởi con dao. Thiết diện nghĩa là vết cắt. Hôm nay chúng ta đi tìm thiết diện của hình tròn thông qua 3 bước sau. Bước thứ nhất, em tìm cho thầy một đường bên trước. Bước thứ hai là bước mở rộng hình. Mở rộng theo hai nguyên tắc: đúng, đục. Đúng là gì, đủ là gì, vào bài thầy miêu tả sau. Bước thứ ba, em sẽ gặp thầy, lúc đó tự nó sẽ hiểu. Thầy cho mình sẽ đi vào bài đầu tiên, thiết diện của hình tròn. Thầy cho mình đi vào bài đầu tiên. Cho hình tròn ABC có M thuộc SA, N thuộc SB, O thuộc tam giác ABC. Điểm O không nằm trên cạnh của tam giác. Tìm thiết diện của hình tròn cắt bởi mặt phẳng MNO. Em tiến hành vẽ hình và thầy vẽ mẫu bài đầu tiên. Cho hình tròn SABC có M thuộc SA, N thuộc SB, O nằm trong tam giác ABC. Tìm thiết diện của hình tròn cắt bởi mặt phẳng MNO. Thiết diện là vết cắt. Tuy nhiên, nếu chỉ học đến như vậy thôi, em không bao giờ làm được bài này. Để làm được bài này, thầy cho mình cùng đi vào cách nghĩ. Ăn nhau là suy nghĩ thôi, còn lời giải chả có gì hết nhá. Thầy ơi, thầy nghĩ gì hả thầy? À, thiết diện đơn giản là xem cái mặt phẳng này cắt tất cả các mặt phẳng của hình tròn. Thầy là bạn. Thiết diện là câu chuyện đi tìm giao tuyến giữa MNO với tất cả các mặt phẳng của hình tròn. Thật vậy, ở đây thầy tìm giao tuyến giữa MNO với mặt phẳng đằng sau, mặt phẳng bên tay phải, mặt phẳng đáy hay mặt phẳng bên tay trái. Hình của mình gồm phải, trái, đáy, sau. Thiết diện là mình đi tìm xem bốn cái giao tuyến với bốn cái mặt phẳng đó nó như thế nào. Và ở đây chúng ta áp dụng bước đầu tiên: tìm một đường bên trước. Ý nghĩa của câu nói đó, đó là tìm giao tuyến bên trước. Giao tuyến bên trước ở đây chính là mặt phẳng đằng sau. MNO giao với mặt phẳng đằng sau theo giao tuyến là MN. Vậy MN là đường bên trước. Ở đây là đường MN. Thầy đã xong đường đầu tiên. Đường thứ hai, em có thể chọn một trong ba mặt phẳng chúng ta đã có ở trên. Tuy nhiên ở đây thầy thấy được rằng
Thầy rất là thích tìm với mặt phẳng ở dưới đáy, vì chúng ta có sẵn một điểm chung mà bài cảm giác là nó rất là quen. Thầy tìm rong tuyến giữa MNO với mặt phẳng đáy. Bài này mà em nghe không hiểu thì em phải xem lại ba bài trước. Ở đây ngoài điểm O và điểm chung thì thầy MN sẽ cắt AB bởi vì nó đồng phẳng. MN cắt AB ở đâu? Thầy gọi nó là điểm H. Ở đây thầy gọi là điểm H. Vậy HO chính là giao tuyến. HO ở đây chính là giao tuyến. Tuy nhiên HO nó chỉ tuân theo quy tắc đúng. Có nghĩa là mình đã tìm đúng giao tuyến là HO. Thiên diện là vết cắt. Thầy mới cắt cái quả thanh long. Thanh long thì cái vết cắt này nó không thể nằm ngoài hình được. Thế nên chúng ta phải thỏa mãn dữ kiện thứ hai, đó là quy tắc đủ. Đủ có nghĩa là chúng ta phải lấy trong nội bộ hình. OH ở đây chúng ta không lấy hết. Nó có một phần nằm ở ngoài hình. Thiết diện thì làm sao nằm ở ngoài hình được. Ở đây thì gọi điểm này là một điểm mới, thì gọi là điểm E. Đủ là lấy trong nội bộ hình. Vậy ở đây thầy lấy giao tuyến ở đây là OE. Xong đường thứ hai. Sau khi lấy xong OE thầy thấy được rằng MNO cắt mặt phẳng bên tay phải chính là đường NE. Chúng ta có thêm một đường nữa. Vậy bên tay phải đây là NE. Thế thì nó là ba đường rồi. Đấy. Chúng ta sẽ đi tìm giao tuyến với mặt phẳng bên tay trái. À, đường OE ở đây thầy thấy nhầm này, OE ở đây sai, OE chưa lấy được, OE chưa lấy được. Lý do OE chưa lấy được bởi vì cái hình ở đây chúng ta cắt mới gọi là một phần, cắt hờ thôi, để thầy biểu diễn nhé. Em hãy tưởng tượng này, thế này có thể tạo thành thiết diện rồi này. Không thể thiết diện được. Thiết diện phải là cắt đứt. Vừa xong thì thầy vừa giảng sai và thầy để em thấy được rằng cái sai sót của đa số người, người ta lấy OE chính là giao tuyến. Sai. Mình cắt đến đây mình đã cắt đứt hình đâu. Thiết diện chỉ sinh ra cái hình nó phải đứt. À, nhiều khi người ta chỉ dành cả đời giả mỗi cái to này thôi mà. Để làm gì à thầy? Để nó phải đứt. Ôi giời ơi! Này! Ở đây chúng ta lấy EF. Mà nếu em lấy EF xong rồi thì giao với mặt phẳng bên tay phải là NE, mà giao với mặt phẳng bên tay trái là NE. Vậy thì có giao tuyến nữa ở đây nó là ME. Giao với bên tay trái nó là ME. Vậy thiết diện cần tìm ở đây nó là MNEF. Thầy đã tìm ra được thiết diện của mình. Và bây giờ chúng ta xem cách thầy trình bày. Để trình bày, thầy trình bày theo hai bước. Bước thứ nhất, miêu tả quá trình mình kẻ đường phụ. Đường dài ra thì em kéo dài, không dài ra thì mình dùng từ nối. Kéo dài MN cắt AB tại H nên đầu tiên. Nối OH cắt BC tại S đường thứ hai. Kéo dài OH cắt AC tại F. Vậy bước đầu tiên thầy miêu tả quá trình thầy kẻ đường phụ. Bước thứ hai là bước liệt kê. Liệt kê là nghĩa là gì hả thầy? Em liệt kê theo chiều phi đồng hồ hoặc ngược chiều phi đồng hồ, nhưng nó phải nối tiếp nhau. Mặt phẳng MNO giao với mặt phẳng đằng sau theo giao tuyến là MN.
bên phải NE rồi đến ES rồi đến SM. Em liệt kê tuần tự và cẩn thận. Sau khi liệt kê xong, em suy ra thiết diện cần tìm lại. Đọc lời giải, thầy nói bậy chứ, chả thấy cái mẹ gì. Tất cả ăn nhau ở suy nghĩ làm như thế nào ở đây. Và để hiểu rõ hơn bài ngày hôm nay, thầy cho mình đi vào bài số 2. Thầy cho mình đi vào bài số 2. Cho như hình vẽ. Điểm M thuộc vào SA, điểm N thuộc vào tam giác SAB và điểm O là trung điểm của BC. Ở đây đường NO là nét đứt bởi vì điểm N đâm từ mặt phẳng đằng sau ra điểm nằm ở đằng trước. Đường này không nằm ở mặt phẳng bên phải nên nó là nét đứt. Tìm thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng MNO. Ok, tôi sinh ra không phải để tầm thường. Đầu tiên chúng ta đi vào cách nghĩ. Thiết diện là đi tìm giao tuyến giữa MNO với bốn mặt phẳng rồi vào cho. Ở đây nếu em nhìn vào hình, em sẽ thấy rằng MNO giao với mặt phẳng đằng sau theo giao tuyến là MN. Vậy ở đây giao với đằng sau là MN. MN không phải bạn hy, bạn này đều vì MN chưa cắt đứt. Ở đây để MN thỏa mãn quy tắc đủ, mình kéo dài được MN. Kéo dài một chút xíu thôi. Ở đây thì gọi là điểm E. Và giao với mặt phẳng đằng sau, giao tuyến C. Đây chính là người E. Ok. Và khi ra được giao tuyến C rồi, chúng ta bắt đầu tìm giao tuyến với mặt phẳng đáy. O là một điểm chung. Để tìm giao tuyến với mặt phẳng đáy, thầy kéo dài ME cắt AB tại đâu, thầy gọi là điểm H. HO chính là giao tuyến giữa mặt phẳng MNO với cả mặt phẳng đáy. Tuy nhiên HO mình không lấy một chút xíu nào cả, HO nằm ở ngoài hình. Thế nên ở đây HO chỉ là tìm đúng, không phải tìm đúng. Để tiếp tục tìm ra giao tuyến với đáy, thầy kéo dài đường HO cho tới khi hình phải bị đứt. Để cắt là phải đứt. Khi cắt đứt như thế này, giao tuyến với mặt phẳng đáy chính là cái mặt OF. Vậy ở đây nó phải là OF. Khi em tìm ra được đoạn đấy rồi, bài của thầy là kết thúc. Bởi vì giao tuyến với mặt phẳng bên phía trái, giao tuyến với mặt phẳng bên phía phải, em tìm ra thiết diện cần tìm. Nhớ lấy bút đỏ hay kẻ kẻ bằng thước kẻ cẩn thận, nhìn hình nó sát. Học không phải là cố để tìm ra được kết quả hay cảm nhận nó. Còn trình bày bài này thì trình bày rất là cẩn thận, em xem các bước thầy làm. Bước thứ nhất, miêu tả quá trình mình kẻ đường phụ. Kéo dài MN, cắt SB tại E. Đấy, còn cắt gì? Cắt AB tại H. Đấy, mình cứ kéo ra, mình cứ làm cho tự nhiên thôi. Đấy, tự nhiên là tuyệt vời nhất. Kéo ra nhé, kéo ra OH, cắt. Cắt ở đây là AC tại F, thế tay thôi. Bước 2, liệt kê thành quả mình tìm được. Ăn nhau ở cái suy nghĩ, còn lời giải nhạt lắm nhưng mà đây. MNO
giao với mặt phẳng FAB theo giao tuyến ở đây là một E thì cạnh nhất nó. Nhân dạng nhé, giao với SBC theo giao tuyến ở đây là EO, giao với ABC OOF và giao với SAC là bằng gì đây? FM. Vậy tiếp diện cần tìm là M E. Em liệt kê một tròn này, đừng có đang liệt kê dạng này dành giữ cái này hình nó không khép kín sai đấy, được chưa? Vậy thầy xong bài số 2. Các bài sau các em tự vẽ hình và luyện, sau đó chúng ta kết thúc bài 2 ở đây. Thầy cho mình đi vào bài số 3. Trong như hình vẽ, tìm thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng MNO. Em hãy vẽ hình, sau đó hãy dừng video lại. Đấy, em làm trước rồi hãy quay lại xem các bạn. Được không nhỉ? Rồi. Thầy tin là em đã làm được, nhưng thầy chưa giải. Em hãy chép cho thầy bài số 4. Cho hình chóp SABC, tìm thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng MNO giống như hình vẽ. Chúng mình đi giải bài số 3. Điểm M thuộc mặt phẳng đằng sau, điểm N thuộc mặt phẳng đằng sau, điểm O là thuộc BC. Bài này đầu tiên tìm giao tuyến với mặt phẳng đằng sau, thì mình kéo cho nó đứt hình thì điểm E nó nằm ở đây. Kéo dài ML cắt AB, đây gọi là điểm H, nối H với O. Đấy, ở đây là điểm gì thì gọi là điểm F. Đây đây là thiết diện. Em tìm được thiết diện của mình E N F O. Thầy cho mình đi vào bài số 4. Tìm thiết diện cắt bởi mặt phẳng MNO. Đường biên trước ở đây là đường MN cắt mặt phẳng bên bên phải. Để làm tiếp, em chỉ việc kéo đứt hình và đây em đang kéo đứt hình. Đấy, và đây là đáp án của mình. Đấy. Và đáp án của mình thiết diện giống như hình thầy vừa vẽ. Em có thể đặt tên điểm đấy là như thế nào đấy. Bước 1, liệt kê quá trình kẻ đường phụ. Bước 2, em sẽ tìm ra cái thành quả của mình. Đấy, thế bài ngày hôm nay thầy kết thúc thiết diện của hình chóp của buổi ngày hôm nay. Hẹn các em ở bài số 2, lúc đó, ở bài số 5, lúc đó thiết diện đấy của thầy sẽ là tứ giác. Hẹn gặp lại em ở bài tiếp theo.